Thưa quý vị, xác định công tác an sinh xã hội vì cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chung tay cùng các cấp ngành triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ người dân, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tại phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, từ năm 2020, mô hình lớp học không đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức đã giúp học sinh tiểu học củng cố kiến thức sau 2 năm học trực tuyến do dịch COVID-19. Bắt đầu từ ý tưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ và được sự ủng hộ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu 2, các lớp học khang trang dành cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 được ra đời tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng phường và duy trì đến nay. Cho các bạn có cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là có cái hoàn cảnh đặc biệt để tham gia cái lớp học này để nhằm cho các em có thêm kiến thức, có thêm sự tự tin để đi học các cái trường các em đang tham gia học. Thì đó là một cái mô hình đến nay thì rất là đạt được nhiều cái hiệu quả thiết thực lan tỏa trên cộng đồng khu dân cư cũng như là các cái địa phương khác. Lớp học này được khai giảng từ những ngày cuối tháng 8 đến nay. Đây là lớp học không đồng dành cho các em học sinh lớp 6 và sẽ kết thúc khi các em tốt nghiệp trung học cơ sở. Vào các sáng thứ Năm và sáng Chủ nhật hàng tuần, các em sẽ được học liên tiếp 3 môn Toán, Văn, Anh do các thầy cô trường Trung học cơ sở Kim Đồng, Trung học cơ sở Tây Sơn và trường Cao đẳng nghề thành phố thuộc câu lạc bộ Ước mơ xanh phụ trách. Rất là ngưỡng mộ cái công tác làm của Hội Phụ nữ, ngoài cái việc mà giúp các bạn nhẹ nhàng hơn trong cái môi trường học tập ở trên trường, cái môn học của mình, thì câu lạc bộ và kết hợp với Hội Phụ nữ cũng muốn tăng cường cái kỹ năng sống cho các em. Và dự định của câu lạc bộ là cuối năm sẽ có những cái hoạt động mà nhằm khuyến khích động viên các em. Chỉ là những giờ học bổ túc đơn giản nhưng chứa đựng tình cảm, tấm lòng của rất nhiều nhà hảo tâm với mong muốn những ngày đến lớp là một ngày vui, từ đó xây nên những ước mơ, hoài bão cho những măng non hiếu học.